Mắt mai ơi sao mà như minh tinh. Mắt mai ơi em đẹp xinh lung linh. Mắt mai ơi xinh hiểu cho duyên tình. Mắt mai ơi em làm tôi rung rinh. Dáng yêu kiều trăm ngàn sao tinh tế. Tóc tuôn dài baby em xinh thế. Nói đi người xin đừng buồn cầu thề. Bát lên phun tội danh làm khói người mê. Sao trong em cho tình say giữa kia cho em. Baby boo can I be your man. Asian side with the baggy jeans. Còn điều gì chưa nói. Ai chọn lưỡi đầu môi. Tuổi trẻ chưa đông lối. Sao lãng phí ngày trôi. Mò nụ hồng tàn cho mắt này. Em thơ ngày bữa. Loại mặt nạ đất sét dành cho da dầu mà mình phải mua đi mua lại. Mình dùng qua một số loại mặt nạ đất sét rồi. Và đặc điểm chung là khô da giả mang luôn. Hãng mặt nạ đất sét này rất là nổi bên Hàn và Âu Mỹ luôn đó. Và sau khi sử dụng một thời gian thì mình đã hiểu tại sao em này lại nổi đến như vậy. Giống như mình nói ở đầu clip á, là vì em này không làm khô da mà còn cấp cho da một độ ẩm nhất định luôn đó. Trời ơi, mình thề là đắp em này xuống giả mang luôn á mọi người. Mùi thơm dòng này dạng thảo mộc như đi spa mọi người, cho nên là mỗi khi đắp em này lên mình rất là thư giãn luôn. Điểm cộng cho em này là dễ tán, em này là chất đất sét mềm có hạt nhỏ li ti. Khi tán em này lên da để khoảng 5 phút thôi là da đã hút dưỡng chất luôn rồi. Cá nhân mình thật đánh giá cao em này nha. Giá cả thì hợp lý, một củ to xài rất là lâu mới hết luôn. Mình thuộc da dầu nên dùng 2 đến 3 lần một tuần mà không bị khô da. Mình thấy em này cũng rất phù hợp với các loại da luôn. Nếu các bạn là da thường, da khô, da không hợp thì có thể sử dụng được một tuần một lần nha. Da nhạy cảm thì có thể cân nhắc thành phần, nhưng mình thấy em này khá là lành tính luôn. Ngay cả mùi hôi cũng rất là dễ chịu, thơm nhẹ nhàng lắm. Em này kiềm dầu và xe kết lỗ chân lông cực tốt luôn. Về phần trị mụn thì mình không đánh giá cao, nhưng khả năng làm sáng da thì khá ok luôn đó. Nói chung là tiền nào của đó thôi đúng không? Cá nhân mình nghĩ mọi người nên thử trang điểm cho mặt nạ này vì thật sự đáng đồng tiền bát gạo nha. I'm thinking about you 24/7. I'm thinking about you. Yeah. 24/7. I'm thinking about you. Yeah. 24/7. I'm thinking about you. Staring at the clock, and I guess I'm damn impatient. I know you just left, but I'm missing you like crazy. I usually don't get this far, always cut them off before. My heart gets in too deep, I'ma let you in too deep. Now tell me how's that for a little motivation. Một chiếc clip chăm sóc cho da không đều màu. Vì nụ cười xinh xắn khiến cho anh mê lúc này. Nếu như em dám ngó tôi thì có lẽ chúng ta bây giờ đã có đôi. Nhớ em hàng đêm từng phút giây. Vì nụ cười xinh xắn khiến cho anh mê lúc này. Nếu như em dám ngó tôi thì có lẽ chúng ta bây giờ đã có đôi. Không có em thì tôi lại say. Trong đêm hôm vừa qua miệng tôi đã trong miệng tôi đã chờ. Yêu nhau đi em ơi được không? Rót cho em vài câu ly dù cay miệng anh gọi mời. Phải làm sao để có được em khi mà đôi ta không có được quyền. Muốn được mỗi riêng em số quý như bài nhạc này không có được dễ. Nhớ hàng đêm mỗi mình anh xong bóng góc tối. Sự phố thị nhiều trong khuất lối. Người ta hỏi khi nào cô đơn là khi mà bầu trời này sắp tối. Tâm trí vẫn múc mình xong con súng. Mong muốn được thấy em xong giấc mơ để thằng ác ơ không mong lung. Em vẫn như là ngôi sao băng bởi điều anh nước không hiện thực. Dù thấy nhau ở một vị. Cách mình trị thâm mụn sáng da sau 7 ngày. Vì vitamin C có nhiều dạng nhưng chỉ có dạng SAB dùng được cho da dầu mụn thôi nè. Bạn nào muốn trị thâm sáng da thì phải chú ý đến dạng vitamin C là gì để sử dụng đạt hiệu quả tối đa trên da nhất nha. Còn cái chai mình đang cầm trên tay là dạng SAB dùng được cho da dầu mụn nhạy cảm đó. Thành phần chính là em đã có nồng độ vitamin C SAB 22% thì khá lý tưởng để đạt hiệu quả cao trên da nha. Mình đã tìm hiểu rất kỹ từ các tài liệu nghiên cứu nước ngoài, họ còn bảo là dạng này hỗ trợ giảm viêm nữa. Vitamin C dạng SAB sẽ nhẹ hơn các loại khác nên để có hiệu quả cao phải dùng trên 10% kết hợp với routine trị mụn để da không còn bị lên mụn nữa nha. Bước 2 là chúng ta phải luôn luôn dùng kem chống nắng. Vì vitamin C kết hợp với kem chống nắng sẽ tăng khả năng chống nắng của kem chống nắng nè. Nghe tới khúc này thì hơi quay cùng phải không mọi người? Nhưng mọi người cứ làm theo các bước của mình là da sẽ cải thiện hơn nhiều đó. Bước cuối cùng là phải sử dụng đều đặn mặt nạ nước sét 2 lần một tuần để tẩy tế bào chết, làm sáng da, trị mụn và giúp da thông thoáng hơn, không bị bí bách nha. Ok, và tiếp trị thâm mụn dành cho da dầu đến đây là hết rồi. Tạm biệt mọi người nha, bye bye. Một sản phẩm khá hay ho tôi tìm được trên Shopee, đó chính là em dầu hít sông mũi này. Vì sắp chuẩn bị đi học nên tôi cũng tậu một em về mang đi học hít cho đỡ buồn ngủ ý. Nghe giống như nghiện xì ke nhưng mà hít xong như phê lên 9 tầng mây vậy đó hi hi. Mình mua cái này cũng để đối phó với giấc buồn ngủ trong lớp cơ. Người phát xong lên tới não tỉnh ngủ luôn đấy mọi người. Bạn nào hay buồn ngủ giống tôi thì quất ngay em này nha.
chỉ bằng 2 ly trà sữa thôi mà dùng được khá lâu đấy. Xả stress và đã thật sự luôn. Em dầu hít này còn có một đầu dầu lăn nữa cơ. Tiện lợi thật sự. Nên cậu thử một em mang đi học nhé. Những chai nước hoa mình thích nhất dạo gần đây, đó chính là hai em này. Mình mua hai chai này dưới 200 cành thôi đấy, cực kỳ hời luôn. Em này là nước hoa dạng lăn nha, siêu tiện lợi để bỏ túi mang đi chơi nè. Cá nhân mình thấy em Meraki khá ngọt và hơi nồng khi sử dụng vào mùa hè nha, nhưng sử dụng vào mùa đông là hết sảy luôn đó. Trời ơi, mê chữ ê kéo dài. Hai em mình mua đều giữ hương được lâu nha. Cuối cùng là em nước hoa dạng xịt, mùi mình mua là mùi flush nha. Em này mùi cực nhẹ nhàng dễ chịu luôn ý. Cá nhân mình thích em này hơn em dạng lăn vì em này dễ sử dụng đi học hàng ngày và mùi không bị đại trả ý. Mùi hoa cúc dại siêu siêu thơm luôn. Có dịp thì mọi người sử dụng thử nha, vì sắp đến Noel rồi đấy. Ok, hết video top top rồi, tạm biệt mọi người nha. Đây chắc chắn là sản phẩm mà giới skincare phải luôn có. Đó chính là em khăn lau mặt dùng một lần. Phải nói về độ an toàn và tiện lợi của em nó thì là số 1 ạ. Em này mình mua lúc săn sale ý, giá siêu hời mọi người ạ. Sau khi mua em này, mình phải vứt đi chiếc khăn cũ và sử dụng em khăn lau mặt này á. Thật sự phải khen vì em này khi lau trên da không bị rát da mọi người ạ. Và em này có các lỗ nhỏ để massage khi lau trên da nhẹ, cực kỳ thoải mái và tiện lợi nên mình rất thích luôn hi hi. Mỗi lần sử dụng mọi người cứ ngắt một miếng ra, hoặc mọi người có thể cắt từng miếng nhỏ để sử dụng được tiết kiệm hơn nhé. Ok, buổi review hôm nay đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người nha. Tại tế bào chết nào đi chung có thật sự chất lượng so với giá cả quá rẻ. Hàng nào đi chung cũng có hàng diss, hàng đắt, mọi người phải lựa chọn shop nào chính hãng và chất lượng nhất để mua nha. Mình đặt khá nhiều đồ ở shop này rồi, nhưng chỉ là đồ trang điểm, nhưng giờ mình lại tậu thêm vài món để chăm sóc body nè. Mình mua đơn này chưa tới 80 cành luôn ấy, vừa khui hộp là đã nghe mùi dâu tây siêu thơm rồi á. Mình mua một em body scrub với kem dưỡng da tay vào mùa đông nè. Cá nhân mình thấy body scrub dạng tiếp này tiện lợi hơn body scrub dạng hộp nha. Mỗi lần xài chỉ cần bớt một lượng vừa đủ là ok nè. Thường thì những món nào đi chung mà có mùi đào thì sẽ rất hóa học ấy, nhưng cái mình mua thì không nha. Mùi đào thêm phản rất thơm luôn. Em này có những hạt nhỏ để massage trên da luôn. Cá nhân mình thấy em này khá nhiều dưỡng và chất hơi lỏng, không đặn nên rất phù hợp với những bạn da nhạy cảm nha. Giờ mình coi trên shop thì cái em này chỉ còn 25 cành thôi, tậu liền nha mọi người. Thì vào mùa đông da tay mình rất khô nên sẵn tiện mình đặt thêm một em kem dưỡng da tay nè. Cái điểm mình cực kỳ thích là bao bì rất đáng yêu và nhỏ gọn để mang trong túi á. Chiếc kem thấm khá nhanh và bộ nhẹ nhàng thơm lắm, nhưng không luôn luôn nha, chủ yếu là dưỡng ẩm cho da đỡ khô thôi nè. Nói chung mua hàng nào đi chung thì mình chỉ tin tưởng ở shop này thôi, từ cách chăm sóc khách hàng và đóng gói rất ok luôn ý. Ok, buổi review hôm nay đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người nha, bye bye. Kem chống nắng kiềm dầu nâng tôn tự nhiên đỉnh nhất mình từng xài. Ok, bắt đầu thôi. Vuốt tóc và hất nhẹ vai, êm như cơn gió lạnh mây. Nếu nhìn ngắm là sai, hay bước tới cầm tay. Wake it and I vì đang cần thơ, cho người con gái anh bao lần mơ. Đây cô giống mấy sàn thôi mà sơ, nhưng mà anh làm nâng cơ em vẫn làm ngơ. Em thấy đó, I don't give a fuck about your status. Anh sẽ đốt mọi thứ ở xung quanh cháy hết. Anh cần em ở đây vùng ngày lúc này. Em ơi, ở 237 độ C vẫn ok. Thấy em đi cũng người không phải anh, biết là sẽ đau vào những ngày sau. Cứ dài khờ mà cho những thợ ơ, lấy vài ly chim với những cuồng si. Áo sơ mi cũng sẽ để lấu bờ mi. Em thật ra thì cũng sẽ đến vật đi nè. Cuối cùng vậy thì mình đâu làm gì nè. Yeah yeah, sha da la lâu nè, sha da la lâu nè, yeah. Sha da la lâu nè, sha da la lâu nè, yeah. Mặt nạ đất sét vừa xịn vừa rẻ dành cho da dầu. Chắc đó là may mơ, phải làm được gì đó để không phải mong chờ. Để lại toàn là thơ Baby, anh chỉ muốn được cùng em nắm tay. Dù biết là tình yêu đó chỉ mình có hay. You are not staying that far away. And I wanna be known. Anh chẳng có đâu đâu, nhưng mà sao chỉ có mình anh làm phải yêu em làm sao. Dành cho chính em, dành cho chính em. Vì anh chỉ muốn chờ cho em thôi baby, chờ cho em tình yêu mọi người nên được khen nè. Anh không muốn trao cho ai cũng vì em thôi. And nobody knows it's not forever.